Đây là khu vực chăn nuôi gia súc của anh Nguyễn Văn Bình ở thị trấn Ea Bốp, huyện Cư Mà Nga, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này anh đang được cán bộ địa phương hướng dẫn phun hóa chất và tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng trại nhằm phòng chống mầm bệnh dịch tả lợn. Hiện chuồng nuôi 20 con lợn nái sinh sản của anh đã được khử trùng và hạn chế người ra vào. Vaccine làm hàng đầu, là sát trùng một tuần 2-3 lần, là còn vaccine thì làm đầy đủ. Và cũng cứ theo dõi đàn heo của mình trong mỗi ngày, rồi là tôi cũng rải vôi rất khử trùng quanh chuồng trại. Cùng với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, tập trung tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với đàn lợn và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học. Đối với ở trong chuồng và những cái hệ thống thiết bị dụng cụ để hoạt động cho sản xuất thì công ty có cái hệ thống phun sương làm cho cái môi trường không khí được trong sạch hơn và được sát khuẩn tốt hơn. Lúc này tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập 5 trạm kiểm dịch động vật trên các tuyến ra vào địa bàn, kiểm tra chặt chẽ 24/24 đối với các phương tiện vận chuyển gia súc qua lại, kiên quyết không để các tổ chức cá nhân vận chuyển lợn hoặc sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc ra vào tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tăng cường cảnh sát giao thông ở các trạm kiểm dịch đầu mối. Mục đích của chúng tôi là kiểm tra các cái heo con mà vận chuyển trên xe khách. Đây là cái nguồn lây lan dịch bệnh vì những cái heo con này là cái nguồn gốc là trôi nổi và không được tiêm phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn lợn của tỉnh Đắk Lắk có trên 800.000 con, trong đó 70% được chăn nuôi tại các hộ gia đình. Đây là nơi dễ hình thành dịch và có khả năng lây lan rất nhanh. Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị 5.000 lít hóa chất để tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, tập trung vào vùng trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch cao.